Em xin phép chào tất cả anh chị mình đến với kênh Vườn Lan Minh Thắng nha cả nhà. Thì hôm nay chia sẻ cả nhà mình một cái lô cây đồng tiền em mới về nha, lan dendro đồng tiền. Thì sản phẩm này là sổ số anh chị em ơi. Thì nó có nhiều mặt hoa lắm, ví dụ như màu tím có, màu tím hồng hồng có, thì mặt hoa ở trên video anh chị mình đã thấy rồi. Thì bông rất là đẹp và rất là dài luôn. Đó, thì sản phẩm hôm nay giá rất là yêu thương, giá 75.000 một chậu anh chị em ha. Combo anh chị em mình mua 3 chậu. Thì bên em sẽ bao ship cho anh chị em mình toàn quốc luôn. Và đặc biệt mua 6 chậu tặng 1 chậu luôn. Chính sách này vẫn còn áp dụng được anh chị em ha. Cây thì như video anh chị em mình có thể tham khảo ha. Một thân, hai thân. Thì những chậu nào lùm thì em ưu tiên những cái đơn hàng sớm trước anh chị ha. Cái nhà mình về mình chăm cái sản phẩm này nó sắp ra hoa nha cả nhà. Cây trưởng thành hết rồi, cây tầm 20 đến 30 sen đó. Thì cây tơ thì nó cỡ này thì bắt đầu chuẩn bị cho bông thoải mái ha. Anh chị em về chăm là cứ rất là ok. Môi trường chăm thì thằng dendro đồng tiền này cũng dễ lắm. Vậy muốn làm bông thì mình cho nó ăn nắng chiều nhiều tí xíu thì nó ra bông rất là sai và rất là nhiều. Đó thì những cái thực kích hoa thì có những cái video trước em đã chia sẻ rồi, cả nhà có thể tham khảo lại ha. Thì còn hôm nay thì chia sẻ cả nhà mình cái giống, một cái giống dendro đồng tiền mà anh chị em mình hôm nay rất là yêu thích. Tại vì cái cánh hoa nó tròn mà nó đẹp anh chị. Đó thì chia sẻ cả nhà luôn. Thì cái lô này em về cũng số lượng có giới hạn nha cả nhà. Cho nên anh chị em mình đặt hàng thì liên hệ giúp em. Số điện thoại bên em thì em chỉ có một số thôi và em bắt máy luôn anh chị em ha. Đó thì cây này chuẩn bị ngọn anh chị mình xem ha. Cái hàng mà anh chị mình nhận, anh chị mình lưu ý là kiểm tra trước mặt bưu tá giúp em ha. Hàng có gãy hay thối như gì đó thì anh chị mình chụp hình gửi em để em báo cáo bên bưu điện để người ta có những cái chính sách đền bù cho em, và em sẽ đền bù cho anh chị em mình. Đó thì bên em có hợp đồng là đảm bảo cây đi, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm ha. Rồi cảm ơn cả nhà, anh chị mình thấy video hữu ích anh chị mình đăng ký kênh ủng hộ Vườn Lan Minh Thắng nha. Sắp tới em cũng sẽ lên nhiều giống mới, và đặc biệt là cứ mỗi buổi tối 9 giờ em sẽ like buổi tối 1 tiếng đồng hồ để chia sẻ cả nhà về giống mới nhập về, hoặc là anh chị em mình có thắc mắc về cách chăm sóc á, anh chị em mình cũng có thể tương tác trực tiếp với em luôn ha. Đó thì em có livestream trực tiếp trên kênh YouTube hoặc là kết hợp với kênh Facebook thì anh chị em mình cũng có thể tham khảo ha. Rồi cả nhà mình đặt hàng thì liên hệ bên em xin nhắc lại ha. Giá thì 75.000, combo 3 chậu bên em sẽ bảo cước ha. Và 6 chậu bên em sẽ tặng anh chị mình một chậu để kỷ niệm luôn. Và cộng với một chính sách là bao ship luôn toàn quốc ha anh chị em ha. Đó thì cả nhà mình chơi rất là đã. Thì chính sách bao cước thì thời gian sau thì sẽ có hết áp dụng được anh chị ha. Nên cả nhà mình mua hàng sớm thì còn chính sách này khoảng tầm tối nay em like ngày mai nữa là hết rồi. Cho nên anh chị em mình lưu ý ha. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ và chăm cho những giò lan của mình thật là đẹp anh chị em ơi. Rồi em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin phép cả nhà em xuống video anh chị em ha.